tục thì mình lại đến một mô hình. Ở đấy thì nhóm hồ này thì một hồ nuôi 5 con. Và hiện tại thì đang hướng dẫn họ làm kia bãi chăn thả, bãi dành cho hươu giáp phối ở phía sau này. Và ở đấy thì có 3 con đực và 2 con cái. Thì hồ đực cũng khá là đẹp. Thì so với các hồ thì chuồng trại ở đấy thì khá tốt. Đây, hươu rất là đẹp nhé. Hươu đấy rất đẹp. Chuồng trại ở chỗ này thì cũng là làm rất tốt. Con này thì hươu chấp. Hươu chấp cập cho bà con đây. Con này cũng vậy. Ba con đực này thì có một con khả năng là nó sẽ lên trại mọi người nhé. Vì là nhìn biểu hiện cũng như màu lông. Và ở đây thì sẽ có là 2 con cái. 2 con cái đây. 2 con cái này cũng rất đẹp. Đấy. Đấy thì bà con thì chủ yếu là người đồng bào thì cho nên là họ cũng chưa hiểu về cái kỹ thuật nuôi hươu cho lắm. Đây chúng ta thì nhìn thấy là trang trại của họ nó nằm ở chỗ này. Đấy. Tại anh em đang chơi gia đình của anh này tới đây để hướng dẫn thêm nhé. Chuồng trại thì nó như thế này đây. Bao quanh thì núi rừng, nhưng bà con đến nay thì ở chủ yếu là ở trên đồi núi. Rồi, mình sẽ tiếp tục đi xuôi để xem và hướng dẫn ở dưới này tiếp vì bà con đang ở dưới này. Cho trên làng đấy nha, em tâm cái làng đợi cho trên làng đấy. Đấy, cho mấy anh mà anh em đây luôn để làm nghe chưa? Đó, có cứ có bàn rồi. Đấy. Như ta đi à, đi